Chào tất cả mọi người, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Miss Germany. Hôm nay thứ bảy các bạn có đi chơi đâu không? Bên mình thì hôm nay trời rất là đẹp luôn, hôm nay nắng ấm nhưng mà dự báo thời tiết là buổi chiều mưa, cho nên mình uh, tranh thủ ra vườn buổi sáng để mình uh, quay một chút cho các bạn xem là hôm nay vườn của mình có thêm cây gì, uh, có thêm một số cây mới uh, và hoa diên vĩ của mình cũng đang bắt đầu nở cho nên mình sẽ quay cho các bạn xem. Hoa diên vĩ rất là dễ thương. Mình đang ngồi ở đây là ngay hàng hoa Diên Vĩ. À, hàng hoa này mình hôm trước mình có quay cho các bạn xem khi mà mới ra nụ á. Hôm nay thì hoa đã hơi 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 hé hé một chút xíu rồi. À, và bây giờ thì xin mời các bạn cùng xem với mình là trong vườn mình hôm nay có thêm cây gì ha. Đây hàng hoa Diên Vĩ của mình hôm nay đã hé hé một chút rồi, dễ thương lắm các bạn. Hoa Diên Vĩ của mình hôm nay cái cành hoa nó rất là cao. Các bạn nhìn thấy không? Hôm nay cũng rất là nhiều hoa và cành của cái hoa này thì rất là dài luôn. Đó, mình quay xa xa một chút xíu như thế này để các bạn nhìn thấy cái cành hoa nó vượt lên dài dễ sợ không. Mà hôm trước khi mà mới ra đó là nó có một cái nụ thôi, nhìn giống như là một bông hoa thôi, nhưng mà khi mà nó cứ dài ra thì nó tách dần dần ra, mỗi một đốt là nó có một cái hoa và nó sẽ nở từ từ rất là đẹp. Đây là cái um, nó đang uh, bung ra một chút xíu rồi nè các bạn. Mình quay sát lại ha. Bây giờ thì mình có thể nhìn thấy nó có cái màu uh, tím đậm nhưng mà khi mà nở ra thì nó không còn cái màu tím đậm này nữa nha các bạn. Cái bông hoa của nó dài quá, ha. nó dài cho nên nó cũng uh, yếu ớt á. Nếu như mình uh, vô tình mà mình uh, đụng nó mạnh có thể là nó sẽ bị gãy á. hoa dương vĩ mà mình mong chờ có vài bông đây là khi mà nó chưa có dài ra nè nó búp búp nhìn dễ thương ha các bạn ha còn những cái bông này ra trước thì chuẩn bị nở nè đó nó đã hé hé một chút cái đầu tím tím không biết là có còn ra thêm cành nào nữa hay không hay là chỉ có nhiêu đây thôi Hoa dương vĩ thì rất là đẹp Nhưng mà nở thì lại không được lâu lắm Mà mỗi một năm chỉ nở có một lần thôi Còn đây là hoa cúc Hoa cúc này thì hôm trước mình có mua chậu người ta ươm sẵn Mình mua hai chậu Và về mình chỉ trồng xuống vườn thôi Hoa này bình thường sống được qua mùa đông Mùa đông thì nó chết đi nhưng mà cái rễ cây sống được và năm sau nó sẽ lại tiếp tục ra hoa. Mình thì mình rất lười chăm sóc cho nên mình thích những cái loại hoa nào mà ít phải chăm sóc á và nó mọc lại mỗi năm để mình đỡ phải mất công trồng lại. Nhìn hoa nó cũng dễ thương quá các bạn ha. Còn đây là giàn nho. Giàn nho nhà mình thì đã bắt đầu ra lá. Nho này khi mà mùa đông á thì nó rụng trụi lá và cái cành của nó giống như là bị chết khô vậy đó các bạn. Nhưng mà mùa xuân thì bắt đầu nó lại ra lá và ra bông nó ra trái và cũng rất là lâu mới trái mới được ăn mình nhớ là hình như là tháng 8 tháng 8 mới được ăn trái á. nho này là nho có hạt nho này thì trái nhỏ thôi trái khi mà chín là màu đen đen ở nhà mình thì có một dàn nho không hạt rất là ngon luôn còn đây là dâu tây dâu tây hôm nay cũng đã có trái rồi nè các bạn trái bé bé xinh xinh này nè Hoa của nó cũng dễ thương các bạn ha đây mình có một vườn luôn nhưng mà năm nay có cây chết có cây sống cho nên nó lư thưa nè các bạn chỗ có cây chỗ không có cây năm sau mình sẽ trồng lại cho nó đều hơn bên chỗ này thì có nhiều cây hơn mình sẽ quay cho các bạn xem khi mà dâu tây nó ra cây mới thì như thế nào ha đây mình thấy có cây nó đang ra cây mới nè Đây là cách uh, dâu đẻ cây mới uh, Dâu sẽ có một cái nhánh mới dài ra như thế này Các bạn nhìn thấy cái nhánh nè Và cứ mỗi một cái đốt này nó sẽ nằm xuống đất Và nó sẽ nó sẽ mọc ra cái rễ Và cái rễ của nó cắm xuống đất Thì chỗ nào mà cái rễ ăn xuống đất á, Thì chỗ đó sẽ thành một cây mới Cứ mỗi một đốt như thế này nè Là nó ra một cái cây mới và cái đọt này thì nó cứ tiếp tục dài ra và nó cứ nhảy ra cây mới cho nên trước đây mình trồng chỉ có một hai hàng dâu thôi mình chỉ trồng có hai hàng dâu thôi nhưng mà bây giờ là nó nhảy ra một vườn luôn các bạn nó nhảy ra tùm lum trước đây thì mình trồng thành hàng nhưng mà khi mà nó cứ đẻ ra cây mới nó nhảy lung tung cho nên nhìn nó không có còn ngay hàng thẳng lối nữa mà nó mọc tùm lum tá lả còn đây là cây cherry nhà mình hôm nay đã có trái rồi Các bạn nhìn thấy trái của nó dễ thương không? Mỗi một trái nó có một cái cuốn rất là dài Bây giờ thì nhìn cũng nhiều nhiều trái ha Nhưng mà mai mốt sợ nó còn rụng Rồi chim ăn, kiến ăn Cuối cùng thì cũng không còn được bao nhiêu Cái cây cherry nhà mình nó hơi nhỏ Cho nên tới bây giờ mình vẫn chưa có được ăn nhiều trái Bởi vì khi mà trái chín thì chim đến ăn rồi kiến đến ăn. Cho nên cuối cùng cũng chỉ còn được vài trái thôi. Năm nay thì không biết là có còn sót lại nhiều hay không. À, mình tính là mua lưới để chùm cho nó đó để cho mình có nhiều trái hơn. Nhìn cái trái của nó nó chỉ ở sát thân thôi nha các bạn. Còn ở những cái nhánh dài ra này thì nó lại không có trái nè. Còn đây là trái dâu gai Dâu gai thì hôm nay cũng đã to to rồi Đó, Các bạn nhìn thấy dâu gai nó mọc theo kiểu một bụi á Bây giờ thì vào trong vườn ươm rau của mình ha các bạn ha Đây mình ươm đậu ve nó đã lên cao như thế này rồi nè Nhưng mà mình vẫn chưa chưa đem ra ngoài để trồng Bởi vì dự báo thời tiết là tuần sau rất là lạnh Đêm xuống chỉ còn có một độ thôi cho nên mình sợ cây nó chết Bên đây là húng cây mình cũng đã ăn bớt hết rồi nè các bạn mình đã cắt mình ăn trụi rồi bởi vì mình rất là mê húng cây luôn. Dếp cá thì vẫn chưa được ăn bởi vì nó vẫn còn nhỏ nhỏ. Mình rất là thích dép cá luôn, dép cá nó lên nó mọc tùm lum luôn nè các bạn, cái rễ của nó cứ xuyên nó nằm rất là sâu dưới đất á và cứ đến mùa xuân thì nó lại tự mọc lên nè. Dếp cá này là giống của Việt Nam mình đó. Còn đây là xà lách cụm, xà lách này hôm trước mình mua trong siêu thị người ta ươm sẵn rồi đó. Về mình chỉ việc trồng xuống thôi. Bây giờ thì cái lá nó như thế này nhưng mà khi mà to to rồi thì bắt đầu nó cụm lại. Xà lách này thì trồng ở trong nhà vườn cũng được mà trồng bên ngoài cũng được, nhưng mà vì mình muốn nhanh được ăn cho nên mình trồng ở trong nhà vườn á. Xà lách này nếu như bạn nào mà muốn để giống á, thì để một cây nó ra bông, nó cho rất là nhiều hạt luôn và cái hạt đó mình trồng rất là tốt. Nó tốt hơn là cái hạt mà mình mua trong siêu thị. Còn bên đây là cà chua, cà chua bi. Đây là cà chua hôm trước mình ươm đó các bạn. Thì mình trồng nó ở trong nhà vườn bởi vì bên ngoài lạnh quá. Đó, mình cũng chia ra để những cái chậu bên kia thì để mình đem về nhà mình trồng. Nó lên cũng có cây lên, cũng có cây chết. Còn bên đây là cà chua bự nè, mình vẫn chưa tách ra, mình vẫn để nó ở trong chậu như thế này. Mình sẽ trồng ra ngoài từ từ và mình sẽ đem về nhà và mình trồng ở ban công nhà mình nữa. Rau dền của mình thì hôm nay đã có lá, có được hai ba lá rồi ha. Rau dền này mình cũng sẽ tách ra, mình trồng cho nó thưa thưa ra. Còn cây dưa leo này thì bị lạnh cho nên nó eo ụt quá nè các bạn vẫn chưa lên nổi nè nhưng mà trái thì uh, một một lá là có hai trái luôn ha không biết là trái này lớn nổi hay không tại vì có mấy hôm lạnh quá đó các bạn rau muống của mình đây vẫn chưa có lên được cao lắm ha ở bên đức này trời lạnh cho nên trồng rau cực hơn là ở việt nam rất nhiều nha các bạn việt nam mình thì trồng cây gì cũng cũng lên rất là dễ nhưng mà đức này thì không phải vậy còn đây là hạt dưa Dưa này mình không biết gọi là dưa gì nhưng mà dưa này thì ăn rất là ngon luôn, ở bên trong ruột nó màu trắng mà ăn rất là giòn và ngọt. Mình mua ăn và mình thấy ngon quá cho nên mình gieo lấy hạt để mình gieo mình trồng thử xem là nó có lên không. Còn đây là mận, mận cũng đã có trái nhỏ nhỏ rồi nè các bạn, nhìn rất là dễ thương. Mận đất thì ăn hơi khác mận ở Việt Nam, khi mà gần chín thì trái giòn và chua, khi mà chín thì ăn rất là mềm và rất là ngọt. Tí tô nhà mình thì từ năm trước mình trồng cho nên nó có hạt nó bay tùm lum cho nên nó mọc khắp nơi. Còn đây là ngò. Ngò này thì cũng sắp được ăn rồi các bạn ha. Ngò này hôm trước mình gieo đó, mình cũng không nhớ là bao lâu rồi. Nhưng mà hôm trước mình gieo thì mình có làm cái video á. Còn đây là cây hoa hôm trước mình mua về mà mình có nói là mình chưa biết tên. Thì hôm nay mình đã tìm hiểu và mình biết được cái tên của nó rất là đẹp. Đó là Đỗ Quyên. Bông hoa hôm nay nở rất là đẹp luôn các bạn ha Ôi nở rực rỡ thấy mà mê luôn Cây hoa này thì hôm trước mình mua giá là 8 euro 8 euro thì nó khoảng chừng bao nhiêu tiền ta Nó khoảng hơn 200 ngàn Việt Nam của mình á Cây này mình định để trồng ngoài vườn Nhưng mà mình thấy bây giờ nó nở bông đẹp quá Cho nên mình để ở hiên nhà mình Khi nào mà nó bông nó tàn hết rồi Mình sẽ đem ra ngoài vườn mình trồng Để năm sau nó lại tiếp tục ra bông các bạn có nghe tiếng chim hót ở bên hiên nhà mình không? Chim rất là nhiều và có nhiều loại chim hót rất là hay và hót rất là lớn Rất là nhiều loại chim kéo đến cái cây mà mình treo cái lồng thức ăn đó Mình rất là thích xem tụi nó Nhưng mà mình không có biết tên của chim từng từng loại chim là chim gì Bây giờ thì mình sẽ tắm mắt cho con kia của mình rồi sau đó mình sẽ đi về nhà Các bạn có thấy không? Nó rất là ghét tắm bắt nó đứng đây thôi chứ còn nó không có thích đứng cho mình tắm đâu nha nó rất là thích lội nước nhưng mà xối nước tắm như thế này thì nó rất là ghét luôn ở vườn nhà mình thì ông xã mình có làm cái hệ thống bơm nước tự động từ mặt nước ngầm lên á mình khoan một cái giếng ở dưới ở trong vườn và dùng hệ thống hệ thống điện năng lượng mặt trời và máy bơm thế là bơm lên thì mình có thể dùng nước này mình tưới cây rồi mình tắm kia thoải mái không sợ thiếu nước